Hello, xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay thì siêu thị mình cũng vừa nhập về một lô điều hòa mới của hãng Panasonic. Thì rất chi là nhiều chủng loại đây các bạn cùng nhìn thấy, cả loại cơ và dòng inverter. Thì hôm nay thì mình cũng nhấn mạnh giới thiệu với quý vị các bạn là cái dòng điều hòa dòng inverter chạy hệ biến tần thế hệ mới siêu tiết kiệm điện. Thì và bây giờ thì chúng ta cùng xem cái điều hòa Panasonic 9000 inverter một chiều như nào. Thì chúng ta cùng cận cảnh để xem chiếc điều hòa này của chúng ta, và mình cũng có thể tháo cả máy ở trong và ngoài ra để các bạn cùng xem nhé. Và đây là cái mặt lạnh của nó nhé các bạn nhé. Panasonic inverter các bạn. Đấy. Nalo. Lưỡi của nó cực rộng luôn. Cả gió đa chiều luôn. Và đây là cái lắp đậy ngoài để khi chúng ta vệ sinh. Đấy, đồng bộ của nó đấy. Đây là lưới chắn bụi. Thì thoảng chúng ta tháo ra thì rút ra thì chúng ta có thể đánh, chúng ta vệ sinh. Bây giờ mình sẽ tháo một cái con điều hòa inverter ra để chúng ta cùng xem. Bây giờ ok. Và đây các bạn nhìn thấy tất cả những các cái sản phẩm mà theo hàng công ty thì đều có các cái phiếu bảo hành như này nhé các bạn nhé, cả tem chống hàng giả, hàng nhái. Nếu mà các sản phẩm không phải hàng công ty thì nó sẽ không có như vậy. Và bây giờ mình sẽ xem thông số của cái con điều hòa đây. CU inverter đây các bạn nhé. XPU9WKH8 này, Margin Malaysia này. Nhưng ở đây các bạn nhìn này, điện áp 220V 50Hz này, công suất làm lạnh này 9040PU này, khối lượng 21kg, gai R32 này. Để tất cả các thông số ở đây. Công ty nhập khẩu là Panasonic Việt Nam này. Đấy, địa chỉ này Đông Anh, Hà Nội này. Đấy, tất cả tài liệu kèm đây nhé các bạn nhé. Còn con này là có Lalo kháng khuẩn, nhập khẩu là Malaysia. Hôm nay mình nói sâu với các bạn về chiếc điều hòa không khí một chiều Panasonic inverter 9000. Và đây cái dàn lạnh của dàn nóng của nó đây, mình vừa tháo ra đây các bạn cùng nhìn này. Đấy, còn đây là quạt gió này. Đấy, nội thất của nó đây, quạt siêu bền luôn. Đây, còn nóc của nó trong này thì được bọc rất chi là kín, cho nên mình cũng không tiện tháo ra để cho các bạn cùng xem được. Thì chúng ta cũng nhìn qua bên ngoài là chúng ta cũng phần nào đánh giá được cái máy của nó. Đây
Nên mặt trước của nó là cánh quạt gió đây, làm mát nha các bạn nhé. Màu con này là màu chì Inverter Lalo này. Đây là phần thông số kỹ thuật này. Rồi. Đấy, chuẩn bị phục vụ bà con về mùa hè nên bên mình cũng nhập rất chi là nhiều điều hòa. Và rồi thì chúng ta cũng đã vừa xem qua cái sản phẩm điều hòa Panasonic 9000 Inverter và một số các cái ở đây thì mình cũng tiện mình quay cho các bạn cùng xem, kể cả mình đã tháo máy rồi, ruột gan rồi, xuất xứ. Đấy thì là chúng ta đã biết, nếu các bạn có nhu cầu sử dụng lắp đặt mới thì hãy liên hệ với bên siêu thị của chúng mình được lắp đặt và sử dụng chiếc điều hòa chuẩn hàng công ty xịn nha các bạn nhé. Và video cũng đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like, đăng ký kênh để tiếp tục nhận những sản phẩm mới. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.